Bài học từ Kim Tự Tháp. Hôm nay tôi dẫn quý vị đi Ai Cập, đi xem Kim Tự Tháp. Quý vị đã từng xem qua chưa? Không ạ, tiếc quá, sư phụ cũng chưa. Mọi người cười. Bây giờ chúng ta cùng đi. Kim Tự Tháp cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ như một ngôi chùa. Bốn mặt hình tam giác, sư phụ nghe nói như vậy. Đôi khi chúng ta có thể đi xem bằng linh hồn, đỡ tốn vé máy bay. Có ai đã thử đi xem bằng cách này chưa? Có hả? Nhưng chúng ta có thể đi những nơi xa hơn. Kim Tự Tháp không có gì đặc biệt cả. Thôi được, bây giờ chúng ta đi Ai Cập chơi, không đi thiên đàng nữa. Thiên đàng quá xa và rất nóng. Tại sao sư phụ dẫn quý vị đi Ai Cập? Bởi vì bên đó càng nóng hơn. Sư phụ và mọi người cười. Nếu qua bên đó, quý vị ở đây sẽ không phàn nàn. Khi quý vị quay trở lại mới nói rằng: "Ôi, Miao Ly thật tốt quá, số 1. Vẫn còn có cây, có gió thổi một chút. Ở bên Ai Cập, ngay cả cây cũng không có. Bên cạnh Kim Tự Tháp hình như không có cây, cho nên càng nóng hơn." Kỹ thuật kiến trúc vĩ đại vượt thời gian. Bây giờ chúng ta thử đi qua đó. Quý vị dùng mắt trí huệ nhìn qua bên đó. Trong sa mạc, xung quanh đều là cát và đá. Họ cất mấy ngôi kim tự tháp giữa sa mạc. Sư phụ không biết tại sao gọi là kim tự. Một chút vàng cũng không có, đều là đá mà thôi. Nhưng kim tự tháp này không thể mua được, dù bằng vàng thật. Bởi vì cách thức họ xây cất, cho dù là ở thời đại mới này, chúng ta cũng phải lắc đầu tán thán. Xung quanh kim tự tháp có rất nhiều mộ của các vua chúa, hoàng phi, hoàng tử, cho nên buổi tối bầu không khí rất rùng rợn. Nhưng có một số người lại thích qua bên đó thám hiểm vào lúc ban đêm. Tại sao vậy? Ban ngày vốn đã ít người, dĩ nhiên có khách du lịch, nhưng những người này chỉ đến đó một lúc rồi đi. Rất ít người đi sâu vào bên trong thám hiểm. Buổi tối gần như không có ai ở đó cả. Dĩ nhiên có một số người canh gác ở bên ngoài, buổi tối không ai có thể vào trong đó. Trời vừa tối họ đã khóa cửa, khách du lịch cũng không được vào. Tuy nhiên có vài người thích vào trong đó về đêm. Nếu quý vị muốn vào trong đó ban đêm thì phải xin phép, trong những trường hợp đặc biệt họ sẽ cho quý vị vào. Một buổi tối có một người vào trong đó thám hiểm. Ông muốn xem tại sao người ta lại xây cất một kiến trúc vĩ đại trống rỗng như vậy và không dùng đến. Ban đầu họ cho rằng Kim Tự Tháp là ngôi mộ của các vị vua Ai Cập ngày xưa, nhưng về sau họ không thấy có cổ quan tài hay xác ướp nào ở trong đó cả. Tất cả đều trống rỗng. Bên trong chỉ có một cái hộp giống như quan tài làm bằng đá. Bên trong cũng trống rỗng, cũng không có nắp. Phía trên chỗ được gọi là đại điện, có một căn phòng trống, trên nữa lại có một căn phòng trống. Từ căn phòng này đến mái nhà đều trống rỗng. Họ chỉ để trống để bớt áp lực. Kim tự tháp rất vĩ đại. Nếu trên đó đều là đá, nhất định sẽ không chịu được sức nặng lâu như vậy. Chúng được xây cất rất hoàn hảo và chu toàn, cho nên mới duy trì được đến bây giờ. Qua nhiều thời đại văn minh và không văn minh đã thay đổi, kim tự tháp vẫn còn đó. Tổ tiên chúng ta là khoa học gia ngoại tinh. Vì phương pháp xây cất của họ rất siêu việt, có thể xây cất được một kiến trúc như vậy, nhất định phải là một dân tộc rất có trí huệ. Hiện nay có nhiều khoa học gia, khảo cổ học gia đã khám phá ra tổ tiên chúng ta rất văn minh, rất thông minh. Có thể họ là những nhà khoa học từ ngoại tinh. Ngoài kim tự tháp ra còn có rất nhiều thứ khác bị chôn vùi vào thời cổ xưa và chỉ mới được khám phá ra gần đây. Chứng tỏ tổ tiên của chúng ta thông minh vượt bậc. Không biết tại sao lại sinh ra những đứa con như chúng ta, không thông minh gì cả. Chủ nhật đến Miao Ly mua một chút trí huệ đem về cũng không chịu. Ở đây chúng tôi tặng miễn phí, có thể mua đem về cũng được mà. Nhưng nếu quý vị không dùng tới thì cũng vô dụng. Phải tìm cách sử dụng. Sư phụ đã cho quý vị cuốn sách hướng dẫn về trí huệ. Một số quý vị, ai muốn là cho, không muốn thì không cho.
Tuy nhiên, ngày xưa muốn lấy cuốn giải thích về trí huệ rất khó, không phải đơn giản như vậy, đến ghi tên là được ngay. Giống như quần áo đã may sẵn, có thể lập tức mặc thử rồi mang về nhà. Kim tự tháp không phải xây để dùng làm ngôi mộ, về sau người ta cũng phát hiện là không phải vậy. Sư phụ nghĩ họ cất kim tự tháp để tu hành. Nãy giờ sư phụ nói ngày xưa muốn lấy cuốn sách giải thích về trí huệ rất khó. Đây là một trong những lý do mà họ xây cất kim tự tháp, bởi vì ngày xưa tu hành rất khó khăn, sợ bị người ta phát hiện. Muốn cậu tu trong sa mạc, quý vị ngồi ở đâu? Sư phụ và mọi người cười. Quý vị hiểu không? Cho dù có hộ pháp ở bên cạnh, người ta vẫn trông thấy. Ở đây còn được, có cây cối cũng đỡ được một chút. Còn ở trong sa mạc, chỗ nào cũng trống. Quý vị ngồi ở đó, ban ngày sẽ bị thiêu đốt, ban đêm sẽ bị lạnh chết. Khí hậu trong sa mạc ban ngày rất nóng, đêm rất lạnh, rất cực đoan. Vì vậy họ mới cất kim tự tháp. Bên trong rất, rất yên tĩnh. Những người về sau muốn tìm cửa vào thì rất khó. Đã mấy trăm năm qua rồi, rất nhiều người vẫn tiếp tục tìm lối vào nhưng không tìm thấy. Cửa vào bí ẩn, khó tìm. Có một lần, có một ông vua quyết tâm tìm cho được lối vào. Ông nói lạ thật, xây cất kiểu đó không ai có thể vào được. Như vậy nghĩa là sao? Ông tập hợp hàng trăm ngàn nhân công, tốn rất nhiều tiền bạc và công phu, sử dụng rất nhiều nhân công, nhiều chuyên gia, những người giống như sư phụ dạy, chuyên môn đập đá. Mọi người cười. Họ gõ đập suốt ngày nhưng không sao tìm được cửa vào, bởi họ xây cất quá nghiêm mật, cửa và tường khít sát với nhau, nhìn không ra, y như là một vách tường. Không ai nhận ra được cửa vào ở đâu, bởi vì họ quá vất vả, quá thành tâm. Có lẽ quỷ thần trong đó hay thượng đế đã giúp họ. Bỗng có một miếng đá rớt xuống, rớt từ bên trong không phải vì sức đập phá từ bên ngoài. Miếng đá tự rớt xuống từ bên trong. Họ bèn bắt đầu đào ngay chỗ đó mới tìm ra một lối vào. Sau khi vào được bên trong, họ thất vọng quá. Cái gì cũng không có, tất cả đều trống rỗng. Căn phòng nào cũng trống rỗng. Căn phòng lớn nhất ở giữa có một cái hộp lớn trông giống như quan tài. Họ cảm thấy lạ, sao lại có người tốn nhiều công phu, nhiều nhân lực, nhiều tiền bạc, nhiều thời giờ xây cất một kiến trúc vĩ đại như vậy, rồi bên trong không có gì cả. Tại sao họ phí phạm như vậy? Về sau họ mới khám phá ra, từ cửa đó đi thẳng vào bên trong còn có cửa khác, tuy nhiên rất ẩn mật. Có nghĩa là khó tìm. Những cánh cửa được xây như không có cửa vậy. Nhưng dần dần họ đã biết, sau khi phát hiện cánh cửa đó, qua cánh cửa này còn có mười mấy cánh cửa, mới tới chỗ gọi là chánh điện. Trong đó không có gì hết, mọi người cũng không biết tại sao. Tìm không thấy bảo tàng, không thấy quan tài, không thấy xác ướp, không thấy người sống, không thấy kẻ chết. Tìm không thấy bất cứ một thứ gì. Có một người hình như là người Anh, cũng có tu hành, đã từng qua Ấn Độ, có tu thiền. Ông cũng biết thế nào là tìm tự tánh bên trong, cho nên ông cho rằng mình có thể làm được. Ông đi vào bên trong, một đêm một mình, đem theo đèn bấm và một cái áo choàng đi vào trong đó. Kim tự tháp bảo vệ người tu hành. Họ vốn không muốn cho ông vào, nhưng vì ông kiên nhẫn xin phép nhiều lần, cho nên đã được chấp thuận. Ông đi vào trong đó và muốn tìm ra nguyên nhân tại sao họ lại cất như vậy. Về sau ông đã biết và sư phụ cũng đã biết. Bởi vì chỗ đó là chỗ tu hành, dĩ nhiên là trống rỗng. Để cho người ta vào trong đó tọa thiền, làm sao mà có đồ đạc được? Giống như đại điện này của chúng ta, có đồ đạc không? Không có. Chỉ có dù che nắng mà thôi. Bây giờ mới có, trước đây không có. Bây giờ đồ đạc của chúng ta là những cây này để che mát hoặc để cho mọi người dựa. Các căn phòng đều trống rỗng. Thì ra ngày xưa, người tu hành sợ bị lùng bắt. Vào thời đó, tu pháp môn này nếu nói ra sẽ có thể nguy hiểm đến tánh mạng.
bây giờ hãy còn nguy hiểm, huống chi ngày xưa. 2000 năm trước đây, lúc Phật Thích Ca còn sống cũng nguy hiểm, nhiều người hăm dọa, những người được gọi là tu hành chân chính. Nếu quý vị không tu theo pháp môn chân chính thì không có vấn đề gì, ai cũng tán thán quý vị. Nếu quý vị tu tập pháp môn thật sự là quý vị tiêu, quý vị phải che giấu, phải bảo vệ bản thân, phải giả trang, phải bình thường. Nếu không, người ta sẽ ngửi thấy, sẽ đến kiếm chuyện. Từ xưa đến nay đều như vậy, không phải chỉ ngày xưa mà thôi. Cho nên họ mới cất kim tự tháp bí mật như vậy. Cửa vào chỉ có người của họ mới biết, bên trong hoàn toàn trống không và rộng lớn, cái gì cũng không có. Tháp xây là để họ ở trong đó tọa thiền, điểm đạo, tâm ấn, vân vân, không cho người ngoài nhìn thấy. Hay là chúng ta dọn kim tự tháp qua bên này cho rồi, sau này sẽ không cần hộ pháp nữa. Mọi người vỗ tay. Cái gì? Quý vị tưởng sư phụ có thể làm được à? Giỡn hoài. Thời buổi này xây kim tự tháp ở đây, xe cần trục cũng sẽ đến phá xuống. Đêm hôm đó, người đó vào trong tháp, ông tọa thiền trong đó, ông đã khám phá ra bí mật này. Thật ra cũng không cần phải vào trong đó tọa thiền mới biết, thấy tháp trống rỗng đã biết rồi, giống như một chỗ tu hành thật sự. Cả một ngọn tháp là để cho người ta tọa thiền mà thôi. Bên trong đâu có gì, nhiều lắm cũng chỉ có một pho tượng Phật hay một tấm hình của Phật. Ngày xưa là tượng Phật, có lẽ bây giờ chụp hình nhanh hơn. Hay là hình vẽ. Xung quanh đều trống, vì để cho người ta có chỗ ngồi, cũng gần giống như chỗ của chúng ta ở đây. Nửa đêm kinh hoàng trong kim tự tháp. Người này trải qua một kinh nghiệm kinh hoàng trong kim tự tháp. Ông nói lần sau không dám vào trong đó nữa. Bởi ông rất thành tâm cầu đạo, cho nên ông mới dám mạo hiểm vào trong đó. Ông muốn tìm ra câu giải đáp tại sao cổ nhân xây cất kiến trúc trống rỗng và vĩ đại như vậy. Bên trong không có gì cả, nhưng lại rất bí ẩn. Ngay cả cửa vào cũng không ai biết. Ông tọa thiền trong đó, tọa thiền theo phương pháp mà ông học được bên Ấn Độ. Ông ngồi ở đó, lúc đầu không có gì. Nhưng dần dần ông bắt đầu cảm thấy chủ nhân của những ngôi mộ bên cạnh kim tự tháp đều đến chào ông. Ông cho biết đó là một bầu không khí kinh hoàng, hoảng sợ. Họ đều đến không phải để chào hỏi thân mật, mà hăm dọa ông. Tuy nhiên ông vẫn điềm tĩnh. Trước khi đến đó, ông đã cảm thấy nhất định sẽ có chuyện. Trước ông đã có một người cũng vào trong kim tự tháp thám hiểm. Người đó sau này trở về đã viết một cuốn nhật ký nói rằng ông đã tìm thấy sự thật. Nhưng nếu ông nói ra, mạng sống ông sẽ có nguy hiểm. Bởi vì xã hội có thể không hiểu ông. Ông đã viết như vậy trong nhật ký. Khi người thứ hai này đến thì đã có chuẩn bị. Tuy có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt quá rùng rợn, quá xấu, những con ma cô hồn, chút nữa ông đã chịu không nổi. Nhưng vì ông có tu hành, có một chút khái niệm biết nên làm gì, ông ngồi đó kiên trì nhập định. Bỗng nhiên những con ma này chạy mất hết, không còn hăm dọa ông nữa, không còn tạo áp lực hay muốn giết ông nữa. Thình lình tất cả đều biến mất, ông cũng không biết tại sao. Rồi ông thấy có hai người đến, ánh sáng của họ tỏa ra rất rực rỡ. Thì ra là do hai người này đến, những con ma xấu xí mới trốn hết. Sau đó hai người này dạy ông rất nhiều thứ. Họ khuyên ông đừng truy tầm chân lý nữa, bởi vì đó là một chuyện rất khó. Họ nói anh sẽ gặp rất nhiều khảo nghiệm và chắc chắn sẽ hối hận. Rốt cuộc người này trả lời, tôi sẽ không hối hận. Ngoài chân lý ra, tôi còn có thể muốn gì nữa. Đối với tôi, thế giới này không có gì để thỏa mãn tôi, không có gì để khiến tôi sung sướng. Ngoài việc truy tầm chân lý, tôi không muốn gì cả, cũng không sợ gì cả. Sớm muộn gì cũng chết, cho dù phải chết vì chân lý cũng không sao. Truy tầm chân lý gặp khảo nghiệm. Sau đó hai vị sư phụ bên trong, sư phụ cao cấp bên trong thấy ông rất cương quyết, bèn đồng ý. Họ bảo ông nằm trên đá, đúng ra ông phải nằm trong quan tài như người chết vậy, rồi họ đưa linh hồn của ông đi ra, cũng giống như người chết vậy,
một lát sau mới trở lại. Nhưng không sao, nằm trên đá cũng được. Ông trông thấy linh thể của mình đi ra, mà thân thể thì vẫn nằm ở đó. Trong kim tự tháp rất tối, còn tối hơn ban đêm ở bên này. Bên trong không có gì cả, xung quanh đều được niêm phong kín mít, chỉ có một cái lỗ thông hơi bên trên mà thôi. Lỗ thông hơi trong kim tự tháp chứng tỏ nó không phải là nhà mộ. Người chết không cần lỗ thông hơi. Nhất định là một nơi để người ta vào trong đó tạm trú hay lưu lại, nếu không tại sao có lỗ thông hơi? Không hợp lý. Bên trong rất đen tối, còn đen hơn màu đen, cho nên rất rùng rợn. Ông càng ngồi càng thấy sợ. Đen như vậy, ông có thể trông thấy ma quỷ lại làm phiền ông. Sau đó, vì hai vị sư phụ cao cấp đến, ma quỷ mới chạy mất. Họ bảo người này nằm xuống, bắt đầu giúp ông. Bỗng nhiên ông xuất hồn, thấy thân thể của mình rất xấu xí, nằm ở đó bất động. Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, cái gì cũng không làm được. Ngoài trái tim tự đập, ông tựa như một người chết. Từ đó ông mới hiểu chết là như thế nào. Sau đó hai vị thầy dẫn ông đi thăm một người rất già, đang hấp hối. Hai vị minh sư giới thiệu cụ già này suốt đời tìm kiếm chân lý. Cụ già cho biết cụ không tìm thấy gì cả. Đều là cám dỗ, đều là dục vọng, đều là danh lợi, cái gì cũng không có, không có chân lý. Cụ già khuyên người thanh niên đừng tìm kiếm nữa, đừng bị lừa gạt. Thế giới này không có chân lý, đều là lừa gạt người ta mà thôi, tìm không có đâu. Nhưng người thanh niên không tin, vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm. Tuân lời minh sư là khó nhất. Đây là để khảo nghiệm ông mà thôi. Rốt cuộc hai vị minh sư mới nói, nếu ông quyết chí như vậy, chúng tôi sẽ dẫn ông đi một nơi khác điểm đạo. Đi tâm ấn đó mà. Dẫn linh hồn đi chứ không phải thân thể ông. Ông cảm thấy như được dẫn đến một căn phòng khác. Dưới kim tự tháp có một căn phòng bí mật. Hai vị minh sư dặn ông không được quay lại nhìn. Một mạch đi theo họ, không được ngoái cổ lại nhìn. Thế nhưng đi một hồi, ông cảm thấy lạ. Tại sao không có cửa? Cánh cửa bí mật ở đâu? Rồi ông không chịu được, quay lại nhìn. Hai vị minh sư cũng không thấy nữa, và ông nhập lại thân thể của mình. Ông còn nghe thấy tiếng nói từ rất xa vọng lại. Đó là tiếng của hai vị thầy, nói với ông. Tại sao nhà ngươi không nghe lời ta? Ngươi kiếm cánh cửa đá bí mật để làm gì? Điều quan trọng nhất là tìm cánh cửa bí mật bên trong, cánh cửa giải thoát sinh tử luân hồi, nhưng bây giờ đã quá trễ rồi. Xin chào. Sau đó họ đi mất. Nếu quý vị thấy sư phụ quá nghiêm nghị, có thể qua bên kim tự tháp thử. Chỉ cần quý vị không ngoái cổ nhìn lại là được. Nhớ nhé. Dạng nhất nếu quý vị qua bên đó gặp hai vị thầy đó, thì đừng quay lại nhìn. Con người chúng ta đều truy cầu những thứ ở bên ngoài. Chúng ta có tính hiếu kỳ, nhìn cái này cái kia, hỏi cái này là gì, cái kia là gì. Sư phụ bảo đừng đụng, quý vị nhất định phải đụng, có phải như vậy không? Bảo quý vị đụng vào, quý vị lại không. Bởi vậy chúng ta mới tiến bộ rất chậm. Ngay cả khi sư phụ nói về những nguyên tắc đạo đức, bí quyết của sự tu hành, quý vị sẽ nghĩ, à, sao ngài lại nói nhiều vậy? Chúng ta biết rõ ràng là tốt cho chúng ta, đôi khi chúng ta vẫn kháng cự. Đợi đến khi gặp trở ngại, biết hậu quả không tốt, lúc đó đã quá muộn. Hai vị minh sư đó bỏ rơi ông, không dạy ông nữa. Lần thứ nhất ma quỷ đến khảo, ông đã thông qua. Bài khảo thứ hai là ông già muốn anh thoái đạo tâm. Anh nhìn thấy ông già này đang giằng co rất đau khổ, sắp chết mà vẫn không tìm thấy chân lý. Nhưng người thanh niên này vẫn không thoái tâm. Lần thứ ba, bảo ông đừng tìm kiếm cánh cửa đó mà thôi. Ông lại ngoái cổ nhìn. Có rất nhiều chuyện tương tự. Trung Quốc chúng ta ngày xưa cũng có một số chuyện thần thoại. Có một người đi đến Bồng Lai tiên đảo, kết hôn với tiên nữ, sống những ngày tháng hạnh phúc. Cô tiên cho anh biết cánh cửa nào có thể mở, còn đưa cho anh chìa khóa. Tuy chỉ có cửa thứ bảy, thứ tám là không được mở, rốt cuộc anh vẫn mở. Vừa mở là rớt xuống đẳng cấp trần gian. Sau khi về nhà,
anh không tìm lại được Bồng Lai Tiên Đảo nữa. Có nhiều người tu hành, nhưng rất ít người đắc đạo hay đắc một nửa, hay một phần ba, hai phần ba, không hoàn toàn đắc đạo. Đây đều là vì họ không khống chế được đầu óc và tập quán phàm phu. Có khi chúng ta leo núi lên đến chỗ thật cao, cao độ 2 phần 3, thầm nghĩ. Không được quay lại nhìn, hễ ngoái cổ lại nhìn sẽ sợ, sẽ ngã xuống. Thấy vậy, rốt cuộc vẫn hiếu kỳ. Thầm nghĩ, nhìn một chút có sao đâu, ngày thường mình vẫn nhìn mà, tại sao hôm nay lại không thể nhìn? Ngày thường và hôm nay không giống nhau. Nhìn một cái rốt cuộc hoảng hốt quá, rớt xuống. Rớt xuống rồi, muốn đi lên trở lại rất khó. Cũng được, không phải không được. Nhưng dũng khí, tinh thần và lực lượng đã tiêu hao quá nhiều. Sau này muốn leo lên lại rất khó, có phải vậy không? Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 4 tháng 6 năm 1995, nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 47.